Ba nhóm người này tuyệt đối không nên ăn cà pháo kẻo rước họa vào thân. Trong cà pháo nó có chứa rất là nhiều vitamin và khoáng chất, như trong 100g cà pháo nó cung cấp khoảng 1,5g protein, đủ những cái axit amin thiết yếu cho cơ thể, 12mg canxi, 0,7mg sắt, 18mg magie và 22,1mg kali và có 0,3mg kẽm. Ngoài ra nó còn chứa những cái vi khoáng chất rất là cần thiết cho cơ thể. Nhưng ba nhóm người này thì không nên ăn cà pháo. Thứ nhất, người mới ốm dậy thì tính hàn trong cà pháo sẽ khiến cho sức khỏe của bạn gặp nhiều bất lợi. Không những không thể giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng mà nó còn khiến bạn mệt mỏi hơn. Thứ hai, những người mà bị viêm loét dạ dày tá tràng, trong cà muối hay cà pháo thường có nhiều gia vị như là ớt nè, muối, khi lên men thì chúng đều ảnh hưởng không tốt đến dạ dày. Vì vậy mà những người có tiền sử mắc bệnh dạ dày thì nên hạn chế ăn. Thứ ba, những người có bệnh lý tim mạch, huyết áp, cà pháo thường có nhiều muối nên tránh dùng ở những người có bệnh tim nè, huyết áp hoặc là những người bệnh gan thận, vì muối và các gia vị nó có thể kích thích làm tăng nguy cơ ảnh hưởng tới tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn. Hãy theo dõi kênh của bác sĩ Minh để có thêm nhiều kiến thức y khoa bạn nhé.